này, sao mày cái ao này chán thế nhờ? Mấy con cá này lớn lên để tao mang đi bắn để kiếm tiền thế nào? Bây giờ mình phải đi đào giun đá để lừa mấy con cá này ăn. Chúng mày đây đợi tao nhá, để đi tao mang chúng mày đi bán. Ở đây có giun không nhỉ? Chỗ này cần đá thế này làm gì có giun? À, ở kia chắc là có giun rồi. Đấy, con cá này chết chắc rồi. Ơ, à, con giun này đâu nhỉ? Đất khôi thế này, chắc con giun nó đi đâu mất rồi. Ô, có gì trong này nhỉ? Sao cuốc một phát mà lại bột như thế này nhỉ? Mình phải bới ra xem là cái gì mới được. Ơ, cái gì ấy nhở? Con gì thế này? Cái hột gì thế này? Sao nó lại ở dưới lòng đất? Hay là có ai trốn? Không phải mở ra mới được. Cái gì thế này? Sao lại nhiều tiền đến thế này? Mình đã được khơ báo rồi. Ngươi để đâu rồi ngươi? Răng to rồi. Nhiều tiền thế này mình cần gì phải đi đào giun để câu cá nữa? Với lại mấy con cá kia bán có được bao nhiêu tiền đâu? Nhiều tiền thế này thì mình phải đi làm những điều mình thích. Trời ơi ngươi, sao mày sướng thế? Trên đời này làm gì có ai sướng như mày? Bây giờ mình phải đi kiếm tiền đó. Trời ơi, bây giờ mình có nhiều tiền lên này thì mình cần gì phải lấy mấy cái này? Vứt rồi. Không, mày đi đâu đây? Ờ, Ngô à, tao vừa mới đi mò hầu về để nấu cơm trưa. Mà mày đi đâu ấy? À, đi câu cá à? Ôi giời ơi, thứ buổi này ai còn đi câu cá nữa. Với lại, bán cá có tiền đâu? Ơ, sao lại không có tiền? Cái ao này là tài sản của nhà mày mà. Với lại nhờ nó thì mày mới có ngày hôm nay chứ. Ôi giời ơi, sáng nay tao định bảo tao đi câu cá. Nhưng mà tao đi đào giun thì số tao không may thì lại đào được kho báu. Cái gì? Mày đào được kho báu á? Chả thế còn gì, số tao đen lắm. Đâu, ra xem nào. Đây, mày mở mắt to ra mà xem nhá. Sao mà nhiều tiền thế? Văn mày chả giàu rồi à? Ôi giời ơi, giàu là chuyện bình thường. Còn giàu đột ngột như tao đấy ấy, thì nó mới sướng. Còn cái ao cá này á, nuôi làm gì? Ơ, thế là mày đổi đời rồi. Còn phải làm lụng như trước rồi. Chúc mừng mày nhá. Cảm ơn nhá. Mà tao nhìn mày nghèo như thế này, lúc nào cũng phải đi mò cua bắt ốc. Thì đằng nào cái ao này tao cũng không lấy nữa. Tao cho mày, mày có lấy không? Cái gì? Cho tao cái ao này á? Đúng rồi, bây giờ tao giàu rồi. Tao giàu nhất trong cái khu này rồi. Bây giờ mày mà lấy cái ao này, tao cho mày luôn. Không cần giấy tờ gì hết. À được, thì tao xin. Đúng là mày tốt với tao thật đấy. Đã là bạn bè với nhau, quan trọng gì? Tiền thì không cho được, nhưng mà đồ đạc đất đai tao cho mày hết. Thế thì tao cảm ơn mày nhá. Tao phải chăm sóc cái ao cá này thật tốt. Đi lấy cái gì cho nó ăn thật tốt cho nó. Lớn hơn tao bán được nhiều tiền. Ok, bây giờ còn cái xô, cái cần câu, cái quốc tao cho mày hết. Bây giờ tao phải đi mua cái ô tô với cái nhà. Tính ra để tao đi. Đúng là Ngô này sướng thật đấy. Được ông trời phù hộ, đào được một đống tiền. Mà không sao, mình sẽ dưng được cái ao cũng sướng rồi. Thôi, bây giờ cái xô này là của mình à? Không phải lấy để hầu đấy. Đúng là Ngô này nó tốt với mình thật đấy. Cho mình cả cái ao to đùng như thế này. Sau này mình chẳng biết lấy cái gì đền đáp nó đây. Thôi, hãy cỏ cho cá chứ lại. Thank you.
Chủ quá, mấy chai nước ngọt uống đi. Bao nhiêu tiền đấy nhở? 10.000 ạ. Ok, đây 50 triệu. Không cần trả lại đâu. Mình nhiều tiền này. Nhiều bao giờ mới hết. Thôi đi chơi đã. Mặt đê, bao nhiêu tiền? 50 triệu, thỏa mãn đê, đang nhiều tiền. Được. Bao nhiêu điểm? Đợi tí, bố mày đang mở. Bố mày 9 điểm, chiếm cấp, sim nhá. Từ từ, gọi gì? Mày nhìn thấy gì đây chưa? Ui giời, đẹp thế. Này, chứ mày đi. Chẳng qua mày ăn mày đâu nhá, tao mày thắng rồi, tao được số tiền kia rồi. Ván này chưa đất tay. Rồi, ok luôn, hả ván đấy. Rồi lên bài đi. Con này kiểu gì bố nó cũng thắng. Bố mày thua nhiều lắm rồi. Lên đi, lên đi, lên điện đi, lên điện đi. Bao nhiêu điểm? Bên này tao 10 điểm nhá, chúng mày chấp nhận thua ấy. 9 nhá. Rồi chúng mày hôm nay đen lắm, không ăn được tao đâu. Bỏ tiền xuống. Sao bỏ tiền xuống? Mày nhìn thấy gì không? 10 điểm đấy. Trời ơi, sao lại 27 áp cấm thế này? Ngươi ơi, mình mất hết rồi ngươi. Con nào có lấy tiền về. Anh không cho đâu. Ra đây.
khỏe. Em lau hết sạch sẽ rồi anh ạ. Sạch sẽ mà thế kìa. Mà cái mày làm việc cho cẩn thận vào, muốn lấy lương không? Muốn lấy lương thì đi làm việc đi. Giờ dọn cả cái quán bia bên kia nữa kìa. Dọn sạch vào nhá, dọn xung quanh nữa, lâu lắm không dọn đấy. Dạ, vâng em đi ngay ạ. Vớ va vớ vẩn. Ngày ăn ba bữa cơm mà làm việc lắm thế này. Anh ơi, làm ơn làm phúc cho em một cái gì đấy ăn đi. Ơ, anh ngô không? Dạ phải ạ, sao anh lại biết tên của em? Ui giời ơi, ngô là ngô, tao sóc đây này. Sao mày làm cái gì mà ra nông nỗi như thế này? Tao... Trời ơi là trời, ngày xưa mày nhiều tiền lắm cơ mà, mày giàu lắm cơ mà. Cái kho báu của mày đâu? Tao đi mang ăn chơi, hết rồi, tao đang còn gì nữa. Mà mấy năm nay mày đi đâu, tao tìm hết tất cả khu này rồi mà không thấy mày đâu. Cái ao mà mày cho tao, tao chăm chỉ làm việc, nuôi cá lớn xong là tao bán. Bây giờ tao thành công rồi, tao tìm mày mãi chả thấy mày đâu. Nếu mà tao biết nghĩ như mày ngày xưa ấy, thì tao đã không như nông nỗi như này rồi. Nếu mà tao được quay trở lại như ngày xưa ấy, thì tao sẽ chăm chỉ làm việc. Thôi không sao, mày biết tìm đến tao là tốt rồi. Bây giờ mày đi theo tao, ăn ở với tao. Tao cho mày ăn uống tẹt bo luôn, xong là mày cố gắng ấy, làm việc, làm lụng xong là khác được có ngày, khác được giàu có như tao thôi. Thôi vào đây. Tao cảm ơn mày nhá. Đi.